Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Phạm Minh Vũ Quang đi ăn chơi, dân tận cùng khổ Người ta tưởng bệnh viện là nơi an toàn nhất Nhưng dưới thời Covid thì có lẽ là nơi nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất Hôm nay, Bệnh viện Ca Hà Nội phải đóng cửa mấy cơ sở vì có 10 ca dương tính sau khi sàng lọc chỉ hơn 100 người. Như vậy, mức độ dịch bệnh ở trong cộng đồng hiện tại là cực kỳ đáng báo động. Nếu mà test thử tiếp mức độ rộng hơn thì xã hội Việt Nam có lẽ là sẽ loạn. Theo Bộ Công an báo cáo, chỉ trong 4 tháng qua, người Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam hơn 1.400 người. Đó là con số biết được đó. Trên thực tế, chắc phải hàng chục ngàn người Trung Quốc đi lậu qua Việt Nam. Trong đó, không ít chính những người trong tổ kiểm soát, tổ chống dịch lại là nội gián đưa người Trung Quốc sang. Và cái câu hỏi sao người Trung Quốc qua Việt Nam nhiều và liên tục như thế để làm gì? Thì chỉ có cục tình báo mới biết thôi. Hiện tại, dịch bệnh đang làm rối loạn xã hội Việt Nam. Nhiều cơ sở kinh doanh có dấu hiệu phá sản vì ngoi ngóp khi mới thoát qua 3 lần dịch. Nhiều bệnh viện bị phong tỏa, trường học phải cho học sinh nghỉ học. Điều này do sự chủ quan khinh dịch của giới lãnh đạo Việt Nam. Khi mở rộng các khu du lịch trong thời gian vừa qua như là Chùa Tam Trúc, Biển Vũng Tàu, Đà Lạt, thì chính cái sự chủ quan đó tạo tiền đề để cho dịch phát tán trong cộng đồng dịch đang có nguy cơ bùng phát dữ dội như thế nhưng mới đây trên cổng thông tin đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng cuộc đấu thầu cho các cán bộ của thành ủy Hà Nội đi chơi và đi nghỉ dưỡng hôm 6 tháng 5. Trong cái gói thầu này thuộc hoạt động chi thường xuyên nó gồm hai khoản chi. Khoản thứ nhất trị giá 750 triệu 660 ngàn đồng cho chuyến đi nghỉ mát của 33 quan chức thuộc thành ủy Hà Nội dọc các thành phố Tây Nguyên như Công Tum, Pleiku, Buma thuộc Gia Nghĩa, Đà Lạt trong thời gian là một tuần. Khoản thứ hai tổng chi phí là 4 tỷ 947 triệu 200 ngàn cho 749 quan chức công chức đi ăn chơi tắm biển ở Đồ Sơn, Hải Phòng trung bình 5 ngày 4 đêm. Và thành ủy do Đinh Tiến Dũng lãnh đạo trích ra thêm 569 triệu 784 ngàn dự phòng để mà đảm bảo chuyến đi thoải mái nhất. Bỏ một số tiền gần 6 tỷ rưỡi cho cái chuyến đi chơi, đi nghỉ mát đang đúng của quan chức, trong khi nhân dân lao đao vì dịch bệnh và cả nước thì đang khốn khổ, điêu tàn vì những não trạng lãnh đạo không biết làm gì, chỉ biết ăn chơi trác tán trên xương máu nhân dân. Các thể loại quan chức vô cảm, đó chỉ mới là Hà Nội thôi đó nha. Các tỉnh thành khác cũng đâu có kém cạnh. Tôi nhớ tới cái bát cơm trang nước của em học sinh Đắk Nông hay bát cơm trộn ve sầu của cô em vụ bổn ở Đắk Lắc. Không biết các em có biết là sắp tới các quan ở Hà Nội sẽ tổ chức những cuộc tụ tập ăn chơi ngay ở tỉnh các em hay không? Đảng viên quan chức ăn chơi đến thế là cùng. Thưa quý vị, tác giả còn viết thêm là qua vụ trộm đột nhập vào nhà cán bộ là cựu lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh, Phan, Phan Sơn. Đây là số vàng mà công an thu được từ một anh trộm tốt lành anh ta đột nhập vào một ngôi biệt phủ của cựu lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh, Phan Thanh Sơn, phá một cái két sắt trộm đi 66 lượng vàng SGC, 35.000 đô la Mỹ, trị giá là gần 5 tỷ đồng. Nhà anh Sơn còn có hai lô ở Thành Hồ, một lô ở Cần Thơ và nhà đất ở Trà Vinh thì nhiều vô kể. Và chưa kể là tiền đã đem đi gửi nhà băng nữa. Quý vị thử nghĩ coi lương giám đốc sở hiện tại là 10 triệu 345 ngàn đồng. Thì phải hơn 50 năm ông Sơn không ăn không uống làm đúng chức vụ giám đốc sở liên tục thì mới có số tiền bị mất như vừa kể trên. Chưa kể là tất cả tài sản ông Sơn có thì phải làm giám đốc tới 500 năm mới có thể có được. Vậy thì tiền đâu ra mà lắm thế? Thôi thì dân chịu khó ăn ve sầu, ăn cơm trang với nước lã đi ha sân hào hải vị để cho quan họ ăn mà có sức để mà còn đi gom vàng gom đô la mà xây dựng và tiến lên xã hội chủ nghĩa nữa đâu phải muốn gom đóng đô la với vàng miếng bỏ trong kết sắt là dễ đâu thưa quý vị phải học tập và làm theo lời bác dữ lắm phải có cao cấp lý luận chính trị là đảng viên ưu tú và phải có hàng đống giấy khen thưởng lãnh đạo xuất sắc đồ mới có được như vậy chứ vậy nhé đồng bào cứ ráng giữ đất nước ổn định chính trị đập tan các thế lực thù địch để cán bộ tiếp tục bòn rút ăn cắp một cách ổn định nhé quý vị nhé